Nói về tiếng Việt thật tuyệt vời. Hồi nãy tôi có nói tới cái móng mắt hai chữ M phải không? Không biết quý vị với ông bà có để ý, nhất là những người đi dạy học, cả cái khu này nè, trên mặt mình á toàn chữ M không ạ? Đây nè, khoan nha, bây giờ mình kể cái này là cái gì? Mặt. Cái mặt mà nó ít nhô ra nhô vô ta gọi là gì? Mặt mẹt. Cái mặt mà tròn vo ta gọi mặt mâm. Rồi cái mặt mà lì quá đuổi hoài không đi, mặt mo. Rồi có mấy chữ em rồi. Rồi ở trên mặt có hai cái hàng rào để mồ hôi nó chảy xuống là gì? Mày. Ở dưới mày có hai cái nắp. Mí. Ở dưới cái mí có cái hàng rào để phủi bụi. Mi. Ở giữa hai mi là mắt. Ở giữa mắt là móng mắt. Mũi đâu mũi? Rồi giữa hai mắt là mũi. Hai bên mũi là má. Ở cuối má là mép. Chưa gì đó mà. Rồi túi gì sát dưới mép là môi, giữa hai môi là miệng, vài địa phương không gọi miệng thì gọi là mồm. Bây giờ cái mồm nó bằng nẻo, nói gì nó nhô ra thì gọi là mõm, mà nó cứng thì gọi là mỏ. Rồi ở dưới ra nhiều hơn ở trên, mõm. Đường thẳng không đều ta gọi méo, mà méo để mà chê bai người khác thì đọc là mỉa. Méo để tỏ tình gọi là mi. Ở trên này có nhiều quả diệm sơn bị ăn đồ nóng, mụn. Ở dưới này lòng thòng một cục gọi là gì? Mỡ. Ui.